thể quyết bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục là mình sẽ test một con nhân vật đó là MG. Thì trước khi test MG mình sẽ vào trong đây để mình đăng ký luôn nha anh em. Thì mình vào trong đây mình đăng nhập nè. Các anh em chọn vào cái phần là chơi ngay nha. Thì ở đây nó sẽ kêu mình tạo một cái tài khoản nè, một cái mật khẩu nè, một cái Gmail. Thì các anh em cứ tạo vô nha. Thì nó hiện như gì là anh em đã tạo xong rồi nha anh em. Thì các anh em bấm thoát ra nè. Các anh em bấm vào phần đăng nhập. Ở đây là nó kêu mình nhập lại cái tài khoản và cái mật khẩu mà mình mới tạo hồi nãy. Thì các anh em nhập vào. Mình vào trong đây mình sẽ chọn một cái máy chủ 12 và chọn một con nhân vật đó là một cái con đấu sĩ. Ở đây mình sẽ đợi nè. Ở đây anh em có thể là chọn một cái tên tùy ý nha. Như thế thì anh em vào trong đây đi. Và như vậy là chúng ta đã vừa tạo tài khoản xong và lập được một con nhân vật xong. Và cái điều kế tiếp thì các anh em bấm vào cái phần tên nhân vật. Ở đây mình sẽ có một cái lệnh. Ở trong một cái lệnh này chúng ta sẽ có reset, reset boolean, reset master và xóa BK. Thì các anh em bấm vào trong đây sự kiện nha. Các anh em bấm vào cái gip code. Gip code thì các anh em viết qua cho mình nha. Và bấm cái chữ nhận. Ở đây là mình đã nhận thành công cái gip code nè. Các anh em bấm ra. Tiếp tục là các anh em bấm vào cái hình nhân vật của mình và bấm vào một cái gương sự kiện. Ở gương sự kiện thì giờ anh em sẽ có được một con gấu trúc và mình sẽ đợi chữ lấy nha. Đừng có bấm vô chữ bán, chữ xóa là coi như là xong luôn nha anh em. Và mình vào kiểm tra một cái kho đồ của mình á thì nó đã cho đây. Ở đây thì mình sẽ bấm vào sử dụng nè. Ở đây mình sẽ sử dụng. Thì các anh em sử dụng được cái gì thì sử dụng nha. Và còn thiếu điểm nha. Thì một lát nữa mình sẽ cộng điểm theo yêu cầu của nó để mà mình sử dụng luôn. Thì trước tiên mình phải mang được một cặp trang bị đó là vũ khí lên trước nha. Ở đây vũ khí nè. Thì mình sẽ bấm vào sử dụng. Và các anh em gà vô set đồ của mình còn thiếu là 121 điểm. Bấm vô 121 điểm sức mạnh nha. Thì các anh em cộng lần lượt cho mình là 121 điểm sức mạnh nè. 121. Bấm OK. Như vậy là anh em đã mặc được full set đồ sử dụng nè, sử dụng. Và ở đây nó cần chúng ta là cái gì? Cấp độ tối thiểu là 120. Và ở đây cũng vậy, cấp độ tối thiểu, sức mạnh tối thiểu thì mình đã có được những cái kỹ năng cơ bản. Thì các anh em bấm vào cái phần kỹ năng cho mình nha. Bấm vào bánh răng cưa, bấm ở đây. Vô phần thiết lập thì các anh em chỉnh cái phạm vi lên cho mình nè. Phản xạ từ xa tấn công nè, gắn cái skill này vô. Các anh em không có boost đó thì không cần đặt đâu. Ở đây là một cái thiết lập để mình nhặt đồ nha. Thì các anh em nhặt nha. Ở trên là nhặt tất cả vật phẩm thì mình không có tích vào. Mình sẽ tích vào những đồ như gì đây. Và các anh em để cho mình là cái chữ huy nha. Đặng nó vừa lụm cái huy chương vàng và huy chương bạc cho anh em luôn. Bấm xong rồi các anh em để chữ bổ sung và lưu thiết lập. Nếu mà các anh em treo tự động đó, thì các anh em nên tích vô hai cái ô này nè. Để khi mà người ta tự động là người ta BT á thì các anh em sẽ tự động đồng ý luôn. Khỏi cần phải làm gì hết. Như vậy thì chúng ta sẽ ra ngoài đây chúng ta chiến nha nè. Cách thức là tạo nó rất là dễ luôn anh em ơi. Một số anh em comment nói là cái con game này nó khó tạo tài khoản quá. Mình không biết nó khó cái chỗ nào. Mình thấy nó rất là dễ luôn. Mình tạo mấy cạc cờ lon gì đây để mình đi farm ngọc nha. Các anh em là phải quánh bằng thủ công trước. Khi mà cái level 10 các anh em mới có được một cái kỹ năng là để quánh được một cái auto lên 10 level thôi, nhanh lắm anh em. Trong khi đó là mình đã có một cái lượng boost nè. Mình đã có review những cái clip gần đây. Thì khi mà mình nhận một cái gift code như vậy thì các anh em sẽ sử dụng trong được là rất là lâu. Ở đây nó đợi cho mình là 24 giờ lần anh em. Trong 24 giờ đó các anh em chạy nhanh nhất có thể giúp mình nha. Đấy, lên được 10 rồi các anh em nè, sẽ bật lên nè, nó sẽ tự farm luôn. Rất là nhanh nha. Và ở đây mình sẽ đi kéo. Khi mà lên được cái map mà ơi bê lan 3 thì mình sẽ qua cái chỗ huyền thoại để mình kéo lên cho anh em xem. Và mình sẽ học hai cái skill kia luôn. Bấm vào cái phần này và chưa có qua được nha anh em. Ơi bê lan á thì nó cần phải là level 120 lần. Nó hơi lâu chút xíu nhưng mà không sao nha. Hiện giờ mình sẽ test cái con MG này là cái con MG chiến trước nha anh em. MG chiến đây. Ở đây thì các anh em cộng vô cái phần sức mạnh và cái phần nhanh nhẹn cho nó. Phạm vi tấn công thì các anh em chỉnh cho nó thấp xuống chút xíu. Đầu tiên khi mà chúng ta mới tạo ra thì set đồ nó có nè, công cụ nó có nè và kỹ năng nó sẽ có sẵn ADD vào con nhân vật của anh em luôn. Nên không cần phải kiếm gì hết. Đây là một cái con game cực kỳ mới. Có cái tên là Era of Logankia nha anh em. Con game này thì nó hầu như là rất là dễ cài luôn. Dễ cài về cái mặt là item nè, về cái mặt là ngọc nè. Còn cái chuyện Master á thì các anh em biết là nếu mà Master các anh em cài nhanh quá thì các anh em sẽ nhanh chán. Còn Master mà cài chậm quá thì các anh em nhiều khi các anh em không biết cái giá trị của nó. Rồi các anh em lại nói ở con game này nó quá trời chậm. Nhưng mà mình thấy nó không có chậm nha nè. Các anh em thử nghĩ coi nếu mà vào con game chơi tầm khoảng 1 tuần, 2 tuần các anh em đã full Master rồi còn gì ý nghĩa nữa anh em. Rồi đâm ra các anh em sẽ quăng game ngay. Và trong khi đó là người ta có rất là nhiều điều kiện để cho các anh em tăng S. Các anh em có thể là tham gia một cái event. Event thì nó để trong đây đây. Danh sách sự kiện nè. Các anh em bấm vào trong đây nè. Thợ săn Master. Thì thợ săn Master này là hiện giờ đang hot ở trên một cái group luôn.
Trên cái group thì anh em hỏi mình là cái khung giờ để mà mình đi săn cái thợ săn master là khung giờ nào, thì các anh em vào trong đây các anh em xem giúp mình nha. Ở đây người ta có để rất là rõ ràng nè, bot vàng nè, còn là 1 giờ 25 phút nữa nè, binh đoàn phù thủy thì còn 3 giờ nè, và hổ nguyên lầu quá thì còn 25 phút nữa. Thì các anh em dựa vào một cái bảng thống kê đi event như vậy các anh em có thể là canh nha. Còn những anh em nào mà treo quá thì không cần canh đâu, tại vì mình treo mà đâu có cần quá đó canh làm gì anh em, đâu có ôm được cái máy xuyên suốt đâu mà vào trong đó mà để hơn thua với người ta được. Và cái thợ săn master đó thì các anh em lên cái map là Agana nha, hình như là cái tọa độ tầm khoảng là 29-17. Ở đây thì mình sẽ có anh em nào BT thì mình sẽ BT vô hết nha. BT hiện giờ nó đang có chế độ là BT càng đông á thì add anh em lên càng cao nha. Quá trình lập một cái acc, tạo một con nhân vật để vào trong đây nhận một cái clip code và cộng điểm cộng hưởng lên, nó rất là dễ dàng luôn, dành cho những anh em nào mà mới biết về cái kênh mình, mới biết về một cái con game cực kỳ mới, thì các em có thể là vào trong đây để xem ủng hộ và có thể là xem để biết cách chơi cho nó dễ nhất có thể nha. Còn những anh em nào đã quá bờ gồ cái con game này rồi thì có thể là xem ủng hộ comment góp ý cho kênh càng ngày càng phát triển nha. Ở đây thì mình farm lên nó rất là ổn áp nha. Mới đây mà mình được 73 level nè anh em, ở một cái giai đoạn đầu được 73 level rồi. Mình sẽ lên Eberland nha. Eberland thì các em bấm lên một cái bản đồ nhỏ nha, cái bản đồ nhỏ thì các em chạy cho mình xa nhất có thể. Đây mình sẽ chạy xa nhất có thể nha. Tại chỗ này là mình đang cắm cái con DL của mình nha, mình cắm nó cũng khá là ngon lành nè anh em ơi. Hiện tại cho cái con nhân vật phụ của mình đi lại cái con chính nha, con chính hiện giờ mình đang chơi con DL nè, mình lên được cho nó một cái set nè và một cây gậy. Khi các anh em quăng ra những cái huy hiệu, một số anh em nói huy hiệu có quan trọng gì đâu mà phải thêm vào và để kiếm nó, thì cái đó là các anh em có thể kiếm được một cái lượng gen ở đó nè, các anh em quăng ra để kiếm được những viên da ve ở trong đó nè. Đặc biệt thì người ta có những cái món đồ cộng chính trong đó. Khi mà các anh em thử nghĩ con game mới mà đồ các anh em cộng chính sẵn và trong cái đó nó sẽ cộng thêm cái lượng công cho anh em lên. Điển hình như cái món đồ của mình, cái món châu xanh của mình đây, thì nó cho lực chống đỡ là 4 nè, và tăng máu là 2400 và tỷ lệ phòng thủ là 560, ở trên là cộng chính, lực phòng thủ của nó là 215, thì nó rất là ngon lành. Ở đâu ra? Ở trong những cái huy hiệu ra đó anh em à. Thì mình đã chạy lại được một cái bãi mà mình đang farm tự giờ nha. Thì mình đang đứng im lại và mình BT với cái con nhân vật của mình, con nhân vật mới của mình nha. Như vậy là bị trên lệch level anh em ơi. Tạo cái con kế bên thì được, còn cái con MG của mình nó thì nó không cho tạo rồi. Nếu mà nó cho tạo á thì được, cho nó nhanh được chút xíu, còn nó không cho tạo rồi thôi nha anh em. Solo anh em ơi. Ở đây mình sấy solo luôn. Solo thì nó cũng rất là này nọ nha, cho nó lên cao cao chút xíu cho nó ngon lành nha anh em. Khi mà ở giai đoạn đầu á, các anh em có được full mana nè và full HP hỗ trợ thì các anh em có thể là cộng tốc nhiều vô các anh em farm. Kỹ năng sấy kiếm này nó cũng hao anh ghi nữa anh em ơi. Ở đây còn 16 level nữa mình sẽ học được là ngọn kiếm lửa. Cố gắng farm nha. Còn chút xíu nữa anh em ơi, chút xíu nữa mình sẽ học cái kỹ năng đó cho anh em xem. Hình như kỹ năng đó nó sẽ ra combo luôn nha. Lên 14 nè. Và mình bấm vào trong đây. Chỉ còn 6 level nữa thôi anh em ơi. Rất là nhanh nha. Còn 6 level nữa là mình có thể là đạt được một cái kỹ năng đó. Xem là nó có khỏe hay không nha. Và đã được sử dụng luôn. Mình sẽ gắn cái kỹ năng này lên. Theo mình nghĩ là như vậy. Bắt đầu nè. Chiến nha anh em. Và như vậy nó sẽ thiếu mana anh em ơi. Thiếu mana. Các anh em thấy gì chưa? Ngon lành chưa? Chém ngang rất là dữ dội nha. Nó bị thiếu anh ghi anh em ơi. Ông DL ông né ra để tôi biểu diễn ông DL ơi. Mình sẽ đi kiếm một cái bãi quái khác cho anh em xem. Đây là một cái kỹ năng là chém lửa nha, trong thời gian chạy đi để cho cái anh ghi của mình nó hồi. Và đây là một cái kỹ năng combo nha nè, kỹ năng chém lửa nó sẽ ra combo, các anh em thấy không, mỗi cái là mỗi ra combo luôn, cực kỳ sướng nha. Tới giờ chạy lòng vòng cho cái cây anh ghi của mình nó hồi hồi xong chém được mấy cái hết rồi anh em ơi, tốc độ nó lên quá nhanh. Bây giờ bt với ông này coi xem có được không, sao mà ông chạy cứ lung tung hoài anh em à, không có BT được luôn, chạy từ từ thôi anh ơi, chạy gì mà quá tàn quá đắt ơi. Rồi không thể tạo nhóm luôn, anh em thấy gì chưa, cực kỳ là kinh khủng nha, rất là khỏe anh em ơi. Market chiến rất là khỏe nha các anh em. Nếu mà farm diện rộng thì các anh em có thể là đi chơi market phép, còn nếu mà chơi cái diện hẹp trải nghiệm á thì các anh em có thể là chơi cái market chiến nha. Mình thấy market chiến nó rất là ổn áp luôn nè. Qua như vậy là đã có được BT anh em à, cực kỳ ngon nha. Có BT rồi thì cái level của mình nó sẽ lên rất là nhanh. Ở đây nó còn thiếu cái gì đây, còn thiếu là 206 sức mạnh nữa là mình sẽ học thêm một cái kỹ năng, thì mình vào trong sức mạnh là bao nhiêu. Như vậy là còn thiếu rất là nhiều. Ở đây hai người farm như vậy thì nó rất là ổn áp nha, có mỗi tội là cái kỹ năng của nó tốn quá nhiều cái anh ghi. Anh em thấy nè, cái nội lực của nó là phải tốn là 60 lần anh em ơi, các anh em thấy không, cái nội lực là cái anh ghi của nó một hit một là mấy con quái nó sẽ quẹo luôn,
không cần phải nói gì nhiều, xem là đủ cho mình học cái kỹ năng kia luôn nha. Như vậy là đã được cái kỹ năng này luôn. Mình vào trong đây mình test kỹ năng này cho anh em xem. Ở đây nó chỉ tốn nội lực chỉ có 20 thôi, mình có thể là dùng kỹ năng này. Mọi người nó sử dụng hai kỹ năng này, cái nào nó cũng nổ combo hết anh em ạ. Các anh em để ý nè, đây là một cái skill chính thống, còn gọi là một cái skill của Magic gồng nha anh em. Và đây là một clip để quảng cáo, review, giới thiệu cho anh em và hướng dẫn cho anh em lập ạc tạo nhân vật mình nhận gift code. Và clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn anh em một clip gần nhất tại con game là Era of Legendia nha anh em.